Bên hông chùa có cây măng cụt, cành lá xum xuê là bóng mát cho mọi người suốt mùa hạ. Hôm nọ, Bất Ác đang ngồi học dưới gốc cây, chợt nghe tiếng nhái kêu đầy thảm não ở trên cành. Nhìn lên, chú thấy một con rắn màu đốm, khoang to lớn, vừa chụp được con nhái định nuốt. Giọt nhanh đến cuối giường, Bất Ác trở lại với cây sào dài. Đưa lên, thọc và đập vào đầu rắn, bị can thiệp bất thình lình. Rắn hốt hoảng buông nhái ra, nhìn chòng chọc vào Bất Ác, rít lên một tiếng ghê rợn, rồi mới chậm chạp trườn đi phướng khác. Nhái rơi xuống đất, bị thương nhẹ ở chân trái, nhảy vào một bụi cây. Cả chùa đổ xô lại. Bất Đạt cười cười nói, thế là chú gây quan trái với rắn rồi. Chết chết, mau mau sắm một cái nồi đất mà đội suốt ngày suốt đêm cho chắc ăn. Chi vậy chú? Bất Ác ngạc nhiên hỏi. Chi nữa? Bất Đạt với giọng đe dọa. Hắn mà trả thù thì phải biết, hắn luôn luôn nấp sẵn ở đâu đó, trên mái, trên máng xối, trên tường nhà, đợi kẻ thù đi qua rồi mổ trên đầu thôi chứ sao. Mổ một cái tróc, thế là eo ôi về chầu thổ địa. Bất Ác tái mặt. Chết em, biết làm sao? Sao nữa, nếu sợ thì đừng làm, đừng cứu. Đã cứu rồi, đã gây oan trái với rắn rồi, thì phải sẵn sàng đón nhận sự trả thù của nó. Phải sắm cái nồi đất. Ôi, cũng không xong. Cái nồi đất nó mổ thủng còn gì. Phải là nồi đồng, nồi năm hay nồi bảy, cho nó kín luôn cái cần cổ. Bất Ác lặng người, mặt sám quét. Liễu Minh nãy giờ đứng ở phía sau, lặng lẽ nghe không nói gì. Bây giờ mới vỗ vai Bất Ác trấn an. Chú ấy nói giỡn đó. Rắn độc thường có cái đầu hình tam giác, và ban ngày không thấy đường. Con rắn vừa rồi có cái đầu tròn, lại trông thấy cả ban ngày, nên là loại rắn hiền. Giả lại, thay việc thiện là làm ngay, gây nhân thiện thì quả báo tốt lành, đừng lo sợ vẩn vơ. Thế nào là thiện? Bất Đạt cười hề hề, nói với Bất Ác. Đồng ý là chú làm thiện, nhưng mà thiện với nhái thôi. Còn đối với con rắn thì sao nào? Chú thọc nó, chú đâm nó, chú đập nó bằng cây sào. Như vậy, không những chú đã đánh nó, mà còn cướp giật thức ăn ngon lành khoái khẩu của nó nữa. Thế là chú đã làm ác với con rắn rồi, chú không thấy sao? Trước khi đi, nó đã nhìn chòng chọc vào chú. Nó rít lên một tiếng ghê rợn, chứng tỏ nó đã thù chú đến tận xương tủy, thù đến ba đời bảy kiếp. Bất Ác lấm lét đưa mắt nhìn quanh. Vậy thì làm sao? Nó thù thì chết em. Làm sao nữa? Bất Đạt cất giọng bình thản. Thiện giả thiện lai, ác giả ác báo. Chú làm thiện với nhái thì được nhái trả ơn, chú làm ác với rắn thì bị rắn báo oán. Đó là chân lý, là sự thật của nhân quả nghiệp báo đó mà. Liễu Minh nắm tay kéo Bất Ác đi, nói với Bất Đạt. Thôi mà chú, dọa ai không dọa là đem dọa đàn em của mình, chấm dứt ngay đây là đủ rồi. Chúng ta sẽ tranh luận điều đó sao? Bất Đạt chống nạnh nhìn theo cười hà hả hít hít. Ngày hôm sau, cũng là rắn ấy, cũng là nhái ấy, cũng sẽ ra nơi cành cây măng cục ấy. Nhưng lần này thì được Liễu Minh cứu. Con rắn kia cũng nhìn chòng chọc chú Liễu Minh, cũng rít lên một tiếng ghê rợn trước khi trườn đi. Nhái rớt xuống, lần này bị thương ở chân phải, vết thương nhẹ. Cả ba chú đều lạnh mình. Bất Đạt từ từ thốt. Lần này thì chú Liễu Minh gây oan trái với nó rồi. Liễu Minh mạnh mẽ gật đầu. Biết rồi, đồng ý rồi, tôi chấp nhận nhân quả. Bất Đạt lắc đầu cười hì hì. Vậy là không hay, có cách cứu mà không rơi vào nhân quả mới hay. Có cách cứu mà không gây oan trái với rắn mới là đại tài. Bất Ác vỗ tay reo. Thiệt thế hả? Chú kể em nghe với. Không thể như vậy đâu. Liễu Minh cứng cỏi nói.
sáng suốt về nhân quả, chứ không phải là ở ngoài nhân quả. Chú coi chừng sẽ bị đọa mà làm 500 năm kiếp chồn quan đó. Bất Đạt cất giọng chắc nịch. Có mà, thiệt mà, quả là có chuyện không rơi vào nhân quả, thiệt mà. Chú hãy kể đi. Bất Ác rố rít thúc giục. Thì kể. Bất Đạt hắng giọng. Hôm nọ, Đức Phật trên đường đi khất thực, ngang qua bờ ruộng, thấy một con rắn vừa chộp được con nhái. Ngài bèn dừng lại nói: Này nhái ơi, vì sự an toàn tính mạng nên con hãy ráng mà dùng dãy nhé. Nghe vậy, nhái mở miệng đáp: Vâng. Rồi Đức Phật nói với rắn: Này rắn ơi, vì sự nuôi mạng của con nên con hãy ráng mà nuốt con mồi nhé. Thầy Đức Phật xử sự công bình, rắn khoái trá mở miệng cười và đáp: Vâng. Không ngờ khi rắn vừa mở miệng thì con nhái đã quẩy mạnh một cái vụt mất. Kể xong, Bất Đạt cười hi hi. Thấy không, nói là có sách, mách là có chứng. Rắn chỉ việc dò đầu bứt tai hậm hực, trách là mình ngu chứ không thể thù oán Đức Phật được. Như vậy các chú gẫm mà xem, nhân ở đâu, quả ở đâu. Cái ấy gọi là cứu mà dường như không cứu, có gây nhân mà dường như không gây nhân, có làm nhưng mà bình đẳng không thiên vị. Còn các chú thương một bên và ghét một bên, rứa là chưa được. Liễu Minh chậm rãi lắc đầu. Đây là ngụ ngôn, là giai thoại, là truyền thuyết mà thôi. Nhưng giả dụ chuyện ấy là có thật, thì tự trong thâm tâm Đức Phật vẫn muốn cứu nhái như thường. Bất Ác suy nghĩ một hồi rồi xen lời: Mình làm sao biết tiếng nói của loài vật để xử sự khôn khéo như Đức Phật được? Vậy thì có cách gì, có phương pháp nào để cứu mà không rơi vào thiên vị, không chuốc oán về phía kẻ mạnh không? Hoàn toàn không thể kể có. Liễu Minh đáp. Bất Đạt chờ cất giọng nói to, rỗn rãng trang nghiêm. Vì không có, thì ta nên để cho sự vận hành nhân quả nghiệp báo nó làm việc. Chỉ có sự vận hành tự nhiên của nhân quả mới không thiên vị. Ví dụ, chúng ta thử trở lại xét xem trường hợp này. Thuở xưa, nhái đã vay nợ tính mạng của rắn, nên bây giờ nhái phải hoàn trả lại tính mạng cho rắn. Tại sao chúng ta lại thò tay vào can thiệp? Chúng ta vô tình hay cố ý dung dưỡng tội ác của nhái sao? Nhái đã làm ác mà không bị ác báo sao? Rồi vô lượng ác nhân trên thế gian này đều nhỡ nhơ ngoài vòng pháp luật nhân quả cả sao? Hãy trả lại định luật công bằng cho pháp giới. Giọng của Bất Đạt nghiêm khắc lạnh lùng. Trong một lúc, Liễu Minh không trả lời được, và Bất Ác thì ngơ ngác, hết nhìn chú này rồi quay qua nhìn chú kia. Bất Đạt khùng hồn tiếp. Phải cần có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, phải cần có nhà tù, trại giam, lò giết người, cưa xẻ người và súc vật, phải cần có bom rơi, đạn lạc, nhà tan cửa nát, để trừng trị những chúng sinh ác độc, hung dữ, xảo trá, ngu si. Nếu không có những hình phạt ấy, những cảnh thú như vậy thì nhân quả đã bất minh. Ồ, chẳng lẽ nào có kẻ gây nhân ác mà không bị tội báo nhỉ? Liễu Minh cúi đầu nghĩ ngợi. Ngày hôm sau nữa, cũng tại nơi ấy, tái diễn lại cảnh cũ, rắn ăn nhái. Cũng là rắn ấy, cũng là nhái ấy, Liễu Minh thấy mà không cứu kịp. Tiếng kêu thảm não đầy bi thương của nhái nhỏ dần rồi tắt liệm trong cổ họng rắn. Bất giác, cả ba chú đều quay mặt đi, không dám nhìn cảnh tượng ấy. Ôi, thiệt là loài độc địa gớm ghiếc. Liễu Minh nói xong rồi lấy cây đánh đùa rắn đi. Chú không muốn nhìn cái vẻ no nê đầy thỏa mãn đáng ghét của rắn. Bất Ác run run nắm lấy tay Liễu Minh. Cái mối thù truyền kiếp giữa chúng với nhau ghê nhỉ? Chú nhỉ? Cứu gì rồi cũng không được. Cứu gì được? Bất Đạt lạnh lùng nói. Cứu thì chỉ chuốc thêm oán thù đó thôi.
nhân nào quả nấy, cứ để cho chúng thanh toán nhau là thượng sách. Phải làm mặt lạnh như tiền mới sống nổi với cái trần gian ác độc ngoan cố này. Làm mặt lạnh mà được à? Liễu Minh bực mình nên nói khơi to tiếng. Thà không thấy trước mắt thì thôi, còn thấy là phải cứu. Từ việc nhỏ suy ra việc lớn, từ việc này suy ra việc kia. Chúng ta thật không thể quay mặt làm ngơ trước những cảnh tai ương, hoạn nạn, đói rét, thống khổ của trần gian. Không thể chú ạ. Giọng Liễu Minh chợt thấp xuống đầy xúc cảm. Bất Đạt vẫn cất giọng ráo quảnh. Ác giả ác báo, những thảm trạng mà chú vừa kể đó không phải xảy ra do ngẫu nhiên, do tất định, do thượng đế hoặc do các năng lực mù quáng. Những khi nhẫn nhơ, nhảy nhót, reo cười trên xác chết, máu me của sinh loại được. Bây giờ bị ác báo thì tức tối cái nỗi gì mà than khóc. Những bài học xương máu ấy mà chúng chưa sáng mắt ra được nữa là. Liễu Minh thấy Bất Đạt giải thích rõ ràng là không sai, nhưng chú vẫn không bằng lòng vì vẫn có cái gì đấy bất ổn. Giờ thuyết trình cuối tuần, Liễu Minh đem vấn đề ấy trình lại với nhà sư. Nghe xong, nhà sư ôn tồn hỏi: các con có bao nhiêu ý kiến xoay quanh vấn đề này? Liễu Minh đáp: con thì nhất định cứu, còn chú Bất Đạt thì không cứu. Còn Bất Ác? Dạ con... Bất Ác ngập ngừng. Con thì muốn cứu, nhưng là sợ bị trả thù. Nhà sư trầm ngâm giây lâu. Vậy là các con có ba ý kiến xoay quanh một việc đã xảy ra. Vấn đề này nó không dễ, không khó, nhưng quả thật là có dễ, có khó. Dễ đối với kẻ trí, kẻ đã thâm đạt pháp, liễu ngộ pháp. Khó đối với người thiểu trí, người chưa thấy pháp, người còn đang lay quay. Bây giờ các con nghe thầy nói nè. Thấy cả ba chú đang chăm chú lắng nghe, nhà sư cất giọng chậm rãi. Thầy nhớ hồi xưa, thuở còn nhỏ, đã được gia đình và anh chị huynh trưởng dạy rằng thêm việc thiện là làm ngay. Hôm nọ, bên đường Cái Quan có một con chuột sình thối, dòi bọ nhung nhúc. Thế là thầy kiếm một cái cuốc định chôn chuột. Chợt có một ý nghĩ nảy sinh. Đây là mình làm một việc thiện, nhưng là thiện với ai? Xác chuột hôi hám, di trùng, có thể lây nhiễm bệnh dịch. Vậy chôn nó đi là mình đã làm một việc thiện với mọi người, với xóm làng. Nhưng đồng thời mình đã làm một việc ác, là chôn theo xác chuột biết bao nhiêu là di trùng dòi bọ. Thế ra một bên thiện, một bên ác ư? Thiện ở mặt này và ác ở mặt kia vậy. Cũng là thuở nhỏ, hồi thầy mới theo mẹ đến chùa, thấy người ta phóng sanh chim cá nên về nhà cũng bắt chước theo. Hôm kia thấy kẻ chăn trâu mang cái lồng tre, có hai con chim con nhỏ bé xinh xinh rất tội nghiệp. Thầy bèn năn nỉ xin mẹ tiền mua cho bằng được, với ý định sẽ nuôi chim cho khôn lớn rồi thả về với không rộng trời cao. Bữa nọ đi vắng, về thấy cửa lồng mở toang, một con gục chết trong lồng bê bết máu, và phía ngoài còn dương lông của con thứ hai. Thủ phạm chính là con mèo hàng xóm. Chuyện ấy xảy ra làm thầy buồn lắm, vì nghĩ rằng mình đã làm một việc ác tày trời. Sau nhờ các anh huynh trưởng giải thích, thầy mới nguôi khuây. Ở Huyền Không cũ tại đèo Hải Vân cũng xảy ra trường hợp tương tự. Thầy cứu được một con chim sắp chết giữa mưa bão, đem về chùa ấp ủ săn sóc. Sau đó cũng bị một chú mèo quái ác tha đi. Kể đến ngang đây, nhà sư kết luận: bây giờ các con cho thầy biết, những mẫu chuyện ấy tuy khác nhau nhưng vẫn có cái giống nhau. Cái giống nhau ấy là gì, ai biết? Chẳng suy nghĩ lâu, Bất Đạt nói: cái giống nhau ấy là bên thiện bên ác bạch thầy. Chuyện chôn chuột cũng bên thiện bên ác. Chuyện mua chim cứu chim cũng bên thiện bên ác. Có phải thầy muốn dạy rằng trên đời này không có tác ý hay hành động nào về ý
về thân về khẩu là hoàn toàn thiện không? Điều ấy không sai, nhưng chưa hẳn là đúng. Vì sao? Vì khi mà có tri kiến như vậy, ta có thể nào nhờ tri kiến ấy mà lắng dịu được phiền não và cắt đứt được hoài nghi? Hay là từ tri kiến ấy, phiền não và hoài nghi càng được củng cố tăng trưởng? Hoài nghi rằng vậy đâu là toàn thiện, đâu là hành động không còn một mảy may liên hệ đến ác pháp, có phải vậy không? Có phải có người sẽ khởi lên tri kiến ấy với những lựa chọn loay hoay phiền muộn của mình? Bất đạt im lặng. Liễu Minh cúi đầu trầm tư rồi khẽ thốt: Bạch thầy, tác ý là nghiệp. Vậy theo ý con là cái tác ý ấy, cái khởi tâm ấy, cái tác ý thiện mới là trung tâm cốt lõi của câu chuyện. Nhà sư hoan hỷ đáp: Phải rồi, vậy là đúng. Đây là cái nền tảng, cái bản căn. Tác ý thiện chính là trọng tâm của vấn đề. Bây giờ thì kể lại cho các con nghe một đoạn kinh, rồi từ nội dung tinh thần của đoạn ấy, các con hãy tự chiêm nghiệm, rồi tự soi sáng cho chính mình. Kinh Pahitika. Khi vua Ba Tư Nặc hỏi ngài Ananda thế nào là thiện ý hành, ngài Ananda trả lời: Này đại vương, phàm bất cứ ý hành gì không có tội, không có tội nghĩa là không có hại, không có hại nghĩa là có lạc báo, có lạc báo nghĩa là ý hành gì không đưa đến hại mình, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai. Từ ý hành ấy, các bất thiện pháp thối giảm loại trừ, các thiện pháp tăng trưởng sung mãn. Vậy con thấy thế nào, Bất Đạt? Bấy giờ Bất Đạt cất giọng trịnh trọng chắc nịch: Con đã hiểu, nghĩa là chỉ cần nắm giữ cái thiện ý hành của mình, còn cứu hay không cứu không phải là vấn đề. Con đã ỷ y lý trí sắc bén của mình, thấy được cái vận hành lạnh lùng bình đẳng của nhân quả mà quên mất tấm lòng. Con lại đem tâm ghét rắn nữa, cái đó thì sai. Nhà sư gật đầu, quay sang Liễu Minh: Còn con thì sao? Thầy chôn chuột nuôi chim, cứu chim, có phải là hại người và hại mình đâu? Mở đầu kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy rằng: Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ, ý tạo bắt cầu đưa duyên. Nói làm với ý chẳng hiền, bánh xe bò kéo khổ liền theo sau. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ, ý tạo bắt cầu đưa duyên. Nói làm với ý tốt hiền, như hình dõi bóng vui liền theo sau. Tất cả nó nằm nơi chỗ thiện ý hay ác ý, vậy cứu hay không cứu không còn là vấn đề đối với con nữa. Nhà sư khẽ mỉm cười rồi hỏi Bất Ác: Con có lãnh hội được gì không? Bất Ác ngập ngừng rồi đưa mắt hoài nghi nhìn nhà sư: Vậy thì cũng chỉ ở trong vòng nhân quả thôi sao thầy? Nhái thì trả ơn, mà rắn thì báo oán. Ân oán thì đều nằm trong dòng trả dây sinh tử đau khổ cả. Còn một hành động được gọi là giải thoát thì nó ra sao? Nhà sư nói: Ồ, hay lắm. Các con hãy tư duy cho chính về điều ấy xem sao. Huyền Không, Nham Biều, Hương Hồ, 1979. Pháp môn đắp chăn nằm ngủ. Thời gian đó, nhà sư đi vắng, giao cho Bất Ác nghiên cứu một đoạn kinh, còn Liễu Minh và Bất Đạt thì được tùy nghi thu xếp giờ giấc lao tác, học hành và thiền định. Bất Ác chú tâm suy nghĩ đoạn kinh sau đây. Một thổi nọ tại Xá Vệ, có một thiền nam tử sau khi nghe bậc 10 lực thuyết pháp, với hỷ tâm, với tín tâm xin được xuất gia, vì A Xà Lê Sư dạy về giới. Này hiền giả,
đây là một giới, đây là hai giới, đây là năm giới, đây là tám giới, đây là nhiều loài giới, đây là trung giới, đây là đại giới, đây là giới hộ trì giới bổn, đây là giới hộ trì các căn, đây là giới thanh tịnh mạng, đây là giới sử dụng các vật dụng, vân vân. Trong khi nghe về giới như vậy, vị tân tỳ kheo suy nghĩ: ôi, giới này thật quá nhiều, ta không thể giữ tròn. Thôi thì ta hãy trở lại sống đời làm gia chủ, làm các công đức như bố thí và nuôi dưỡng vợ con. Nghĩ thế xong, vị ấy thưa: thưa tôn giả, với chừng ấy giới con không thể giữ trọn được thì xuất gia có ích gì, con sẽ hoàn tục. Vậy xin tôn giả hãy lấy lại y bát của con. Chuyện đến tai Đức Phật, Ngài cho gọi vị A Xà Lê Sư đến rồi la rầy như sau: sao ông lại nói quá nhiều giới đến cho tân tỳ kheo này? Bao nhiêu giới ông ta có thể giữ được thì nói ra từng ấy giới mà thôi. Bắt đầu từ nay, hãy tùy theo người mà hướng dẫn. Thôi, ông hãy đi đi. Ở đây Như Lai biết là Như Lai sẽ nói những gì. Rồi bậc đạo sư kêu vị tân tỳ kheo ấy đến, nói rằng: không cần nhớ đến nhiều giới như vậy, ông có thể giữ được ba giới không? Vị tỳ kheo ấy hoan hỷ: ba giới thì chắc chắn con giữ được, bạch Đức Thế Tôn. Vậy thì bắt đầu từ đây, ông khá giữ gìn ba cửa. Cửa về thân, về lời, về ý. Hãy đi và thực hành theo như vậy, chớ có hoàn tục. Hãy tinh tấn giữ ba giới ấy. Vị tỳ kheo y lời, chỉ một thời gian ngắn, với sự giữ gìn nghiêm túc và cẩn trọng ba giới về thân, khẩu và ý, vị ấy phát triển thiền quán và chứng quả A-la-hán. Đọc xong đoạn kinh nêu trên, Bất Ác tán thán: thật vi diệu thay đấng mười lực, thật thù thắng thay là bậc vô thượng pháp vương. Ngài đã thiện xảo phương tiện giáo giới, biết cách nói rõ ràng và dễ hiểu cho người thiểu trí hành trì. Như vậy, chỉ cần hộ trì ba cửa thân khẩu ý một cách tinh cần là có thể hoàn thành mục đích rốt ráo của sa môn hạnh. Bất Ác vắt tay qua trán suy nghĩ: muốn thân đừng ác thì hãy yên lặng cái thân, muốn lời đừng ác thì hãy yên lặng cái khẩu, muốn ý đừng ác thì hãy yên lặng cái ý. Có một pháp môn nào, chỉ một pháp môn duy nhất thôi, từ đó ta thọ trì phụng hành mà cả thảy ba cửa đều yên lặng. Tư duy một hồi, dường như đã tìm ra kế sách. Bất Ác cảm thấy hân hoan hỷ lạc, chú bèn thưa với Liễu Minh và Bất Đạt: bắt đầu từ hôm nay, em sẽ tịnh cốc để phát triển thiền quán. Vậy hai chú chỉ cho em dùng chút gì đó vào buổi trưa mà thôi. Nói xong, Bất Ác đóng cửa phòng lại. Liễu Minh và Bất Đạt ngạc nhiên về biến cố đột ngột đó, nhưng quen tôn trọng nhau nên không hỏi han làm gì. Và ba ngày như thế qua đi. Ngày thứ tư, nhà sư trở về hỏi Bất Ác đâu, thì hai chú kia trình bày lại tự sự. Nhà sư khẽ cau mày nghĩ ngợi một chút. Buổi trưa nghe bạn đánh ngọ, Bất Ác bước ra với đôi mắt hùm húp, dáng dấp như còn say ngủ. Nhà sư bảo Bất Ác đi rửa mặt cho tỉnh táo. Trong mắt nhà sư như lấp lấy nụ cười. Đến chiều, giờ học đạo thường lệ, trường hợp Bất Ác được mang ra cho các chú thảo luận. Nhà sư nói chuyện với Bất Ác: thầy đoán rằng là khi nghiên cứu đoạn kinh nói về vị tỳ kheo chỉ thọ trì ba giới, đừng làm ác về thân, về lời, về ý, rồi con tự nghĩ ra pháp môn đắp chăn nằm ngủ phải không? Dạ. Bất Ác giả dười đáp: bạch thầy, khi ngủ như vậy thì ba nghiệp đều yên lặng, có ác nào mà khởi lên được khi thân không làm gì, khi khẩu không làm gì, khi ý không làm gì? Con thọ trì phụng hành như vậy là không chân chánh sao? Là thiểu tuệ sao? Bất Đạt phì cười:
chẳng phải là phi chơn phi chánh mà là đại chơn đại chánh, chẳng phải là thiểu tuệ liệt tuệ mà là đại tuệ tối thắng tuệ nữa đó. Nhà sư trừng mắt nhìn Bất Đạt rồi nói: các con hãy cùng nhau thảo luận thử xem, đó là một đề tài hay. Ta sẽ rút ra được bài học quý báu liên hệ đến hạnh và tuệ của một sa môn. Liễu Minh đứng dậy vòng tay: bạch thầy, con có đọc trong Trung Bộ Kinh thấy Đức Phật có dạy với nội dung như sau: nếu hành trì hạnh giới tâm quy nghi như chó thì sẽ cộng trú với loài chó, nếu hành trì hạnh giới tâm quy nghi như bò thì sẽ cộng trú với loài bò, do đó nằm hoài như rắn thì sẽ thành rắn, ngồi hoài như cốc sẽ thành cốc, ăn và ngủ như heo thì sẽ thành heo. Vậy giới hạnh tâm quy nghi tương ứng với giống nào thì kết quả sẽ cộng trú với loài giống ấy, không thể là khác hơn. Lại nữa, nếu ngủ một giấc dài đến mấy kiếp quả địa cầu như chư thiên vô tưởng hữu tình, chỉ tồn tại dạng thân xác với xác pháp tế di như gỗ đá vô tri, nhưng khi hết năng lực của thiền định thì cũng phải đi theo nghiệp trước đó của mình. Bạch thầy, như vậy pháp môn đắp chăn nằm ngủ của chú Bất Ác sai lầm trầm trọng rồi. Bất Đạt cũng cất giọng nghiêm trang: con xin được góp ý kiến hầu bổ sung thêm. Bằng sự dẫn chứng kinh điển một cách cụ thể, đi thẳng vào trung tâm của vấn đề, trong Kinh Bộ thuyết về một người du sĩ ngoại đạo, chủ trương rằng có bốn pháp: không làm ác về thân, không làm ác về lời, không làm ác về ý, và không ác mạng. Người nào thành tựu bốn pháp ấy sẽ được thiện cụ túc, thiện tối thắng, là sa môn thành đạt tối thượng vô năng. Chuyện đến tai Đức Thế Tôn, Ngài đã đưa ra ví dụ dí dỏm với nụ cười của kẻ trí như sau: vậy thì một đứa trẻ vô trí còn nằm ngửa trong nôi, nó không làm ác về thân, về lời, về ý, và không ác mạng, thì ra nó cũng thành tựu thiện cụ túc, thiện tối thắng, là bậc sa môn thành đạt tối thượng vô năng thắng hay sao? Nói xong, Bất Đạt ngồi xuống với nụ cười rùi, nháy nháy mắt với Bất Ác. Nhà sư nhìn Bất Ác một hồi lâu: thấy chưa con, thành tựu bốn pháp thiện về thân, thiện về lời, thiện về ý và không ác mạng cũng chỉ giống như đứa trẻ nít vô trí nằm ngửa trong nôi thôi. Huống hồ con đắp chăn nằm ngủ thì chẳng biết sẽ ra cái giống gì. Dạ phải rồi, Bất Ác cúi đầu đáp nhỏ: con quả thật là vô trí ngu si, giữ với cái kiểu của con còn hơn phỉ báng Phật nữa. Nhà sư nhìn cả ba chú mỉm cười nói: tại sao một đoạn kinh Đức Phật nói chỉ cần giữ ba cửa thân khẩu ý, mà đoạn kinh sau Đức Phật lại xem đó chẳng khác nào đứa trẻ nít vô trí còn nằm ngửa trong nôi? Bất Đạt thưa: con nhớ nguyên văn đoạn kinh ấy như sau: một thời gian sau, nhờ giữ gìn cẩn trọng nghiêm túc ba cửa thân khẩu ý, vị tỳ kheo phát triển thiền quán và chứng quả A La Hán. Như vậy bạch thầy, giữ giới là để đưa đến tâm yên lặng, nhờ tâm yên lặng vị ấy phát triển thiền quán mới chứng được đạo quả A La Hán. Nhà sư quay sang Liễu Minh cố ý hỏi ý kiến của chú. Liễu Minh nói: con cũng hoàn toàn đồng ý như thế. Giới chưa phải là cứu cánh của sa môn hạnh, chính tuệ giải thoát mới là mục đích rốt ráo. Bạch thầy, ví như kinh trạm xe là rõ nhất, giới là trạm xe thứ nhất, tâm thanh tịnh là trạm xe thứ hai, kiến thanh tịnh là thứ ba, đoàn nghi là thứ tư, đạo phi đạo tri kiến là thứ năm, đạo tri kiến là thứ sáu, tri kiến thanh tịnh là thứ bảy. Từ trạm xe thứ bảy này mới bước qua được vô thủ trước bát niết bàn. Nhà sư gật đầu: như vậy ý kinh các con đều hiểu rõ cả, nhưng phàm sự học đạo
không phải chỉ ở nơi ngôn ngữ kinh điển từ chương, ở nơi sở tri, mà chính là ở nơi cái thật, sự thật, chân lý, cái cụ thể, cái hiện tiền phong phú mới mẻ sinh động. Thầy chỉ muốn các con đưa ra ví dụ cụ thể có da có thịt kìa. Cả ba chú nhìn nhau ngơ ngác. Nhà sư gợi ý: khi mắt nhìn thấy sắc, tai nghe âm thanh, cái ấy có phải là cái thật không? Liễu Minh đáp: vâng, chỉ có cái đó là thật, là sự thật luôn luôn trôi chảy, dịch biến. Bất Đạt nói: chưa chắc, mắt nhậm tai điếc thì sao? Mắt mờ tai nghển ngãng thì sao? Liễu Minh nhìn chú Bất Đạt: mắt nhậm tai điếc thì thấy và nghe cái sự thật của mắt nhậm tai điếc, mắt mờ tai nghển ngãng thì thấy và nghe cái sự thật kiểu mắt mờ tai nghển ngãng. Cái nào cũng sự thật cả chú à. Có điều đừng lấy cái sự thật này mà cãi lại với sự thật kia. Bất Ác về phe với chú Liễu Minh: đúng vậy, nói vậy là chết lý. Bất Đạt trừng mắt: chết lý nhưng vẫn là cái lý thưa chú em. Thầy bảo là phải có da có thịt kìa. Có da có thịt nghĩa là cái sự kìa. Cái mà từ đó ta hạ thủ công phu tu như thế nào kìa. Liễu Minh đáp: cái này thì chú nói đúng. Vậy thì chú tu làm sao? Bất Đạt nói: tôi chưa nói cách tu của tôi. Có nhiều người sau khi thấy lý như vậy, rồi họ bèn nhốt bò vào chuồng, không cho ăn lúa mạ của người nữa. Họ bảo đó là cách làm tiêu hoại hạt giống cũ. Cũng đúng. Nhưng mà cho dẫu nhốt bò vào chuồng đến cỡ tứ thiền bát định, thì đến khi thả bò ra, bò đói quá lâu ngày, nó lại ăn lúa mạ mạnh và khỏe hơn trước nữa. Bất Ác vỗ tay: đúng đó, em đọc trong kinh thấy rất nhiều kiếp Đại Bồ Tát của chúng ta đắc tứ thiền bát định có thần thông mà vẫn còn bị dục tâm lôi cuốn. Còn nữa, đệ tử của Ngài Ca Diếp đắc tứ thiền nhưng khi phiền não khởi lên phải hoàn tục lấy vợ sinh con, nghèo đói quá, đi trộm cắp, bị bắt, bị dẫn ra pháp trường xử chém. Vậy cái kiểu tu như chú Bất Đạt nghe ra không ổn rồi. Bất Đạt bất giác phì cười: đừng vu oan chú em, tôi không có tu theo kiểu ấy. Tôi nói là nói người ta tu như thế. Vậy thì chú tu làm sao? Bất Ác hỏi. Tôi đó hả? Tôi tu, tôi chẳng dạy gì lấy đá dằn cỏ, mà cũng chẳng dạy gì thả bò chạy rông. Không mở không đóng là cách tu của tôi đó. Liễu Minh suy nghĩ dây lâu rồi quay sang nhà sư: bạch thầy, dường như chú Bất Đạt nói đúng, mà con không rõ là đúng ở đâu. Tại sao lại đúng? Nhà sư mỉm cười nhìn cả ba chú: các con cứ lầy quay tìm không ra, vì các con cứ đi tới đi lui nơi chỗ giới và định. Muốn giải quyết tận căn thì phải có tuệ chứ, tuệ mới nhổ hết được phiền não chứ. Cả ba chú bây giờ mới chợt nhớ ra, từ người lại. Nhà sư nói tiếp: thầy sẽ nói lại một đoạn kinh ở trong Tiểu Bộ Kinh để các con suy gẫm, may ra có ánh sáng nào về cái tuệ đó không. Này nghe, Đức Phật dạy cho Bahiya như sau: này Bahiya, đây là điều ngươi cần phải học tập. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri chỉ là cái thức tri. Do vậy, này Bahiya, ngươi đâu phải là cái ấy, là chỗ ấy, thì ngươi không còn là đời này, không còn là đời sau, không còn là đời chặn giữa. Nói đến ngang đây, thấy ba chú rất chăm chú, nhà sư tiếp tục: và kẻ như vậy sẽ được Đức Phật gọi là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, là kẻ mà ma dương không còn tìm thấy dấu vết ngay hiện tiền này, ngay tại chỗ này. Cả ba chú ngồi trên mặt như nhập đại định. Trời đã về chiều,
nắng vàng trong. Tất cả xung quanh dường như đều muốn đi vào đại định. Quyền Không, Giam Biểu Hương Hồ, 1979. Chuyện phải trái. Sau gần nửa năm Ta Bà trở về, nhà sư đứng tần ngần giây lát ở đầu ngõ, đưa mắt nhìn bao quát một vòng. Hàng chè tàu không ai cắt tỉa, đua nhau đâm nhánh nảy chồi xum xuê xanh mướt. Vườn chuối lá vàng lá khô đeo dính bè này chồng lên bè kia, vườn thơm dứa cỏ lát chen dày vượt cao, trái già không ai bẻ đọt. Vườn cam đu đủ mít, dường như cũng thiếu dáng hơi người. Con đường lớn đường nhỏ rác rưởi cỏ cú cỏ hôi hoa dại mọc lung tung. Nhà sư thầm nghĩ, ở nơi này trong thời gian ta đi vắng, hoặc là chúng đã có sự bất hòa, hoặc là chúng đã có thối thất bề trễ buông xuôi biến nhát, hoặc là chúng đã bị sầu bi khổ ưu não chi phối. Nếu quả thật như vậy thì ta phải sách tấn an ủi, tìm ra nguyên nhân để đem lại sự an lạc cho chúng. Trời đục loãng có nắng nhẹ, cơn gió bất chợt thổi tung đám lá khô làm đầy thêm cổng trước. Con chó vàng to chạy ra cuống quýt nhảy cẩn lên sủa ăn ẵn. Thầy đã về, thầy đã về. Bất Ác từ sau lùm cây tay xách buồng chuối tất tả chạy ra, hét toáng lên quên cả đảnh lễ. Chú chạy ào tới cười toe toét, quăng bịch buồng chuối ôm dội bác đẩy của nhà sư rồi ù lẹ vào trong. Lát sau Bất Đạt từ giường dưới bưng bả đi lên, dài giác cuốc tay xách chùm khoai lang đỏ. Bất Đạt định quỳ xuống đảnh lễ, nhà sư giơ tay đỡ. Được rồi. À, khoai lang Đà Lạt to cũ quá ha. Dạ thưa thầy, lứa tháng 3 này chưa ngon, lứa tháng 5 mới hết ý, ăn ngon hết biết thầy ơi. Chùm hoa pháo đỏ ối cả khoảng sân, mấy giò lan ý thảo, vũ nữ, kim phong hội, hồng liên sông Tứ Ngọc, vân vân, điểm xuyết sắc màu cho mùa xuân còn sót lại. Vừa bước vào tiền đường thì Liễu Minh từ nhà dưới đi lên, tay còn cầm đôi đũa bếp, mắt đỏ que, mở miệng cười mà không phải cười. Bất Đạt tinh ý nạt chú Liễu Minh, đâu còn có đó, thầy về là khỏe ra tất cả mọi chuyện, làm gì mà tình cảm yểu điệu thục nữ vậy, mau kiếm món gì đặc biệt đãi thầy, thượng vị đó nghe chú. Bất Ác mau mắn chen lời, khoai lang đỏ sắc vuông hầm với đậu xanh, đậu phụng, cà ri, tiêu ngò là tuyệt cú mèo. Nhớ là thầy không có dùng ớt, bột ngọt và cái đường trắng tinh tinh đó nghe. Bất Đạt xì một tiếng, chị của chú em là có hiếu thôi. Nhà sư đang lại Phật ở chánh điện, thoáng nghĩ ngợi. Phía sau niềm vui dở hòa này, chắc chúng ẩn chứa nhiều quẩn khúc và sầu muộn. Bữa cơm trưa đạm bạc diễn ra trong không khí đoàn tụ sum vầy. Hàng xóm nghe tin cũng chạy qua hỏi han niềm nở. Rồi câu chuyện giữa họ với nhau lan man từ việc mùa màng nương rẫy, qua chuyện thời tiết nắng mưa, đến chuyện kẻ đi người ở, chuyện thời buổi kinh tế khó khăn, chuyện Trương Tam ăn cắp chuối, Lý Tứ giặt mít xanh, chị Chanh đi ở đợ, Mụ Bồng đi bán hàng rong. Lát sau trên bầu trường kỷ, nhà sư sai lấy đẩy Ta Bà phân phát quà trái cho mấy chú. Gói này là của đại sư Thúc cho, hôm nay là của đại sư Bá tặng, cái này của chị Ất, chị Giáp, gói kia của Phật tử tỉnh này tỉnh nọ. Các chú nhận quà với niềm vui vừa phải. Bộ trà quý được mang ra sau mấy tháng phủ đầy bụi, qua vài chung trà đậm đà, nhà sư nghĩ bắt đầu câu chuyện cũng vừa đúng thời và phải lẽ. Vì có nhiều nơi thỉnh mời nên thầy phải đi du quá một thời gian lâu, bỏ các con ở lại với những công việc mới,
những sự giao tiếp mới. Trở về, đứng ở đầu cổng, nhìn ngắm đó đây, thầy nghĩ nơi này trong thời gian ta đi vắng, hoặc có sự bất hòa thối thất, bê trễ trong công việc, hoặc có sự u sầu phiền não. Sau khi gặp các con, thầy thấy các con thương yêu đùm bọc nhau, thấy giờ giấc lao tác tu niệm vẫn sắp xếp điều hòa nghiêm túc, vậy thì bất hòa lười biếng buông xuôi không có giữa các con. Nhưng mà niềm vui dở hòa của bất đạt, tiếng cười giòn giả bất thường của bất ác, đôi mắt quen đỏ của Liễu Minh chứng tỏ đã có điều gì đã xảy ra ở đây hả các con? Cả ba chú nhìn nhau nín lặng. Nhà sư ôn tồn tiếp: các con đã có sự kham nhẫn đáng khen, đã có sự chịu đựng bền bỉ, nhưng ở đây vẫn như có một sự dồn nén, một ẩn ức chưa được hóa giải, nên trong lòng các con tồn tại những xung đột ngấm ngầm, những phiền não bị ức chế, có phải vậy không? Vậy hãy kể cho thầy nghe chuyện gì đã xảy ra, thầy sẽ góp ý, rồi nhờ ơn Phật, những đám mây đen ở trong tâm hồn các con sẽ bị xua tan một cách nhanh chóng, trả lại cho các con cung trời quang đãng và bình yên như thở nào. Bất ác nói như reo: bà thầy đúng vậy, thầy nói trúng phốc, các chú lơ lơ là một chút thôi chứ không hề làm biến. Liễu Minh không để ý đến bất ác, đứng thẳng lưng dậy. Nhà sư một thoáng xót xa khi thấy trên dần trán của chú đã có mấy nếp nhăn. Bà thầy, quả đúng như tất cả những điều thầy đã đoán. Từ đầu thầy đi, chúng con đã tự lo liệu những việc trong ngoài. Con còn nhớ thầy đã ân cần chỉ dạy ba điều: giao hảo thân thiện với xóm làng, với mọi người, học hành tu niệm phải diệt tâm và kiên trì, chăm lo vườn tược khoai sắn đủ để chi dùng. Chúng con đã lấy đó làm mục đích để thực hiện, không dám sao lãng. Nhà sư gật đầu. Bất đạt trình bày tiếp: vì đây là cơ sở mới, dùng đất mới, nên trước tiên chúng con thay phiên nhau đi thăm viếng các bậc trưởng lão tôn túc ở trong thôn xã, chính quyền, mặt trận địa phương, các khuôn hội để tỏ lòng thân thiện. Những hình thức xã giao này khá thành công, khá tốt đẹp. Nhưng một thời gian sau, thăm qua thì viếng lại, thăm lại rồi viếng qua, làm cho chúng con quá mất thì giờ. Chúng con giật mình mà rằng: à, mình đang làm cái gì đây? Thì giờ trôi qua một cách vô ích, phù phiếm như thế này sao? Mà quả thật vậy, những giao tế hình thức ấy đến một lúc nào đó thật không còn chịu nổi. Gặp ai cũng phải hỏi, phải thưa, không hỏi, không thưa không được. Phải biết nghe, phải biết gật đầu, phải biết cười về những câu chuyện nhàm tai như mất gà, mất vịt, sắn khoai, nương rẫy, cách trồng cây này, cách trồng thứ nọ. Rồi chuyện ngoài giếng nước, đầu đình, linh tinh lang tang chẳng đâu vào đâu hết. Vậy mà đã hết đâu, người ta còn mời đi tụng kinh ở đền, ở miếu. Thiếu điều mời đi tụng kinh đám cưới, đám hỏi dỗ chạp nữa mà thôi. Vậy mà hết đâu, còn phải đi họp đình, họp tổ, họp ấp, họp phường, tham gia các lớp bổ túc văn hóa, vệ sinh công cộng, cổ động phong trào thi đua sản xuất. Ồ, cái gì đây? Chúng con tự hỏi, cứ để tháng ngày trôi qua vô ích với những sinh hoạt không phải của mình, thì giờ đâu để lao động tăng gia sản xuất, thì giờ đâu để dung quén sửa sang vườn tược, cây cảnh am thất, thì giờ đâu để đọc sách, uống trà, nghiên cứu, tụng niệm và thăm thiền. Ôi, quả thật thời gian ấy khổ não làm sao. Bất đạt thở ra một hơi dài não ruột. Nhà sư gật đầu nhẹ nhẹ như tỏ ý thông cảm. Nhà sư thầm nghĩ, bất đạt lúc này có trầm lặng hơn dạo nào. Khi nói mà vì tức khí, nó không dùng cái tay đá cái chân, ngôn ngữ sử dụng cũng có lắng dịu nhẹ nhàng, chứ không còn cay độc như độ trước. Lại Phật, nó có tiến bộ nhiều.
bất ác tiếp là bất đạt. Một số Phật tử kỳ cựu ở Đà Nẵng ra, ở Quế lên gặp chúng con, nói rằng: các chú làm cái gì vậy? Các chú ở cơ quan ngoại giao nào? Các chú ở trong hội từ thiện xã hội nào? Các chú là thầy tu hay học làm thầy tụng? Các chú muốn đem đạo Phật vào đời hay đem đời vào đạo Phật? Các chú vớt đời hay bị đời vớt? Ôi chao, nghe họ nói mà xót xa đứt ruột làm sao đó. Liễu Minh trình bày tiếp. Nghe họ nói hữu lý, chúng còn bèn họp bàn với nhau. Sau đó những tấm biển được treo lên. Nhà chùa chỉ tiếp khách ngày chủ nhật. Nơi tham thiền vui lòng giữ im lặng, chỉ nói chuyện đạo, công luận việc đời. Vậy là chúng con cắt đứt mọi liên hệ. Thì giờ ngoài những lao động cần thiết, chúng con để dành hết cho việc đọc sách, nghiên cứu, tu niệm. Tưởng vậy là yên, ai ngờ chỉ vài tháng sau, dư luận lên án một cách gay gắt. Mấy ông chỉ giả vờ lăng xăng một chút ban đầu, chứ các ông chỉ thích đời sống cách biệt, xa lạ với mọi người, với bà con xóm làng. Ôi, mình là dân chân lắm tay bùn, còn mấy ông là dân học thức cao sang, suốt ngày ăn ở trong im trong mát, không dính cái tay, chẳng đồng cái chân. Ô xem kìa, nước da họ trắng muốt, cái lưng họ thẳng đuột, cái tay họ thắp bút, ngữ ấy ăn ngủ và hưởng thụ là tài. Thế lối diễn tả của Liễu Minh, nhà sư cũng phải cười. Bất đạt hăm hở tiếp. Vậy là chúng con quay qua đời sống nông thiện. Chúng con vừa lao động vừa tu tập. Chúng con tự làm lấy tất cả mọi công việc, từ giường trên đến giường dưới, không cần thuê mướn ai. Hồi xưa với núi đồi đá sỏi và gai góc mà chúng con không sờn lòng, còn đào được hồ trồng rau muống và môn ngọt, còn trồng được hai xào ớt, còn trồng được trái bí rợ 40 kg, còn trồng được buồn chuối 2 người gánh, củ sắn 15 cân. Huống hồ gì bây giờ với mấy mảnh đất thịt này. Có điều thú vị là ở đây chúng con vừa làm vừa học cái tâm của mình. Lúc này là nóng nảy bực bội, lúc này là buông xuôi biến nhát, lúc này là tâm viên ý mã. Đôi khi chúng con còn chống cuốc và tranh luận sôi nổi về một đoạn kinh nào đó, về một vài sự thật giáo pháp có da có thịt, hơn từ ngữ trong kinh điển, do nhờ sự thường trực chánh niệm và tỉnh giác. Ôi bạch thầy, đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất của chúng con. Vậy nhưng chẳng bao lâu, một số Phật tử khác lại chỉ trích gây gắt chúng con. Họ nói rằng mấy ông không lo tu hành gì cả, suốt ngày chỉ lo làm lụng sản xuất như người thế. Hư rồi. Bất đạt ngao ngán thở ra. Nhà sư từ từ hỏi: đã hết chưa các con? Bất ác mau mắn góp lời: dạ chưa hết đâu ạ. Khi chúng con sắp xếp trở lại, giờ này lao động, giờ kia học hành nghiên cứu, giờ nọ hành thiền, giờ ấy tiếp khách, thì vẫn bị miệng thế gian dè biểu, ỉ ôi. Họ nói: ôi mấy cái ông làm việc cho có lệ để che mắt thiên hạ, sợ người ta bảo là ăn bám xã hội đó thôi. Thấy không, đúng giờ họ mới chào hỏi, không đúng giờ họ đi thẳng, thậm chí giả bộ trang nghiêm, thu thúc cò. Tu thì cũng tu đại khái cho qua ngày, chứ không quyết tâm rốt ráo cho đến nơi đến chốn. Họ quen cái đời sống giờ giấc mực thước đó mà. Liễu Minh kết luận: sống như thế nào cũng bị chê bai, biếm nhẹ, chỉ trích hết, thì thử hỏi làm thế nào đây, bạch thầy? Làm thế nào an lạc được bởi những đàm tiếu dị luận xung quanh? Quả thật chúng con đã rối trí, bất lực, chẳng tìm ra một biện pháp khả dĩ tương đối yên ổn. Chúng con đã bó tay đầu hàng rồi. Sự bỏ phế dừng tược trong thời gian gần đây là do chưa tìm ra phương án giải quyết đó thầy. Bất đạt chợt nói: chỉ có một cách, chỉ có một cách duy nhất là sống hạnh ta bà vô trú. Ngàn nhà một bát xin ăn, xá gì cô lẻ chiếc thân dặm ngoài, chỉ vì sinh tử hôm mai, nắng mưa mấy độ giúp người hữu duyên. Dịch từ câu thơ Nhất Bát Thiên Gia Phạn: cô thân vạn lý du, kỳ di sinh tử sự, giáo hóa độ xuân thu. Thì bay ra thoát khỏi miệng thế gian. Nhà sư mỉm cười: con tưởng vậy à? Người ta sẽ nói rằng đó là những kẻ không nghề nghiệp, ăn bám xã hội, vô trách nhiệm,
thiếu bổn phận làm người, quen sống đời hưởng thụ nhàn hạ thảnh thơi, không chạy thoát được đâu. Vậy thì phải làm sao hả thầy? Bất Ác dồn dập hỏi. Chẳng còn cách nào khác nữa sao? Hay là chúng ta rút vào rừng sâu núi thẳm, ăn trái củ rau cỏ gì đó mà tu hành thì chắc khỏi bị miệng thế thị phi đàm tiếu. Còn tưởng vậy? Nhà sư cười nói. Vào rừng sâu núi thẳm thì người ta sẽ nói rằng đó là hạng người tiêu cực, bị quan yếm thế, kẻ đào tẩu cuộc đời. Nhà sư chậm rãi gợi ý. Cho đến Đức Phật, các con à, Đức Phật là một bậc toàn giác, từ bi và trí tuệ vô lượng, mà cũng bị chê bai, vu khống, phỉ báng như thường. Chỉ có một điều khác biệt duy nhất là dù gặp hoàn cảnh nào, dư luận thị phi thế nào, tâm Ngài vẫn thường hằng vắng lặng và an lạc như đang ở cõi trời tịnh cư. Vì sao các con có biết không? Liễu Minh nói, có lẽ Đức Đạo Sư lật thế gian giải nên Ngài thấy rõ tâm địa muôn đời của chúng sanh. Nhà sư gặng hỏi, cái tâm ấy là cái tâm gì? Dạ, là cái tâm lao sao, tham sân, đố kỵ, ti hiềm, kiêu căng, dẫn đục mọi thứ. Với tâm địa ấy thì làm sao thấy được bầu trời cao rộng, cái đẹp, điều thiện, cùng những nhân cách phi thường đã bước ra khỏi thế giới ô nhiễm trục lụy này. Con cũng muốn nói vậy. Bất Đạt tiếp lời, con muốn ví như thế gian này, chim sâu chim sẻ thường không thấy được lộ trình của hồng của hạt, cái tôm cái tép thường không tiên lường được sức quẩy của ngạc của kình. Cũng vậy, với con mắt lấm lem bụi cát thì chúng sinh nhìn ở đâu cũng thấy dơ giấy bụi cát mà thôi. Nhà sư quay sang Bất Ác, còn con? Con thì cũng y như hai chú vậy, như mỗi chúng sanh đem theo cái chai, cái lọ, cái bình của mình mà đi bốn nước biển, rồi quả quyết rằng nước biển là cái bình, cái lọ, cái chai. Họ đều lầm lẫn như vậy cả. Nhà sư khen ngợi, các con ai cũng rút ra được kết luận đúng đắn, đó là một phần của sự thật bên ngoài. Khả dĩ nắm bắt được cái giác cây, cái vỏ cây, nhưng sự thật nó còn là cái thớ thịt và lõi cây ở phía bên trong nữa. Cả ba chú đều chăm chú lắng nghe. Nhà sư tiếp, Liễu Minh và Bất Đạt tuy thấy rõ vấn đề nhưng coi chừng sẽ phát sinh ngã mạn và ngông cuồng, xem thường mọi người rồi chán ghét con người. Còn Bất Ác thì thấy ra được cái bệnh sở tri, chủ quan muôn đời của chúng sanh. Tuy nhiên, từ những nhận thức đó, các con phải bước lên một bước nữa. Trình độ của chúng sanh đâu phải là thước đo chân lý. Đã không phải là thước đo chân lý thì hơi đâu chúng ta phải sống ngắn, dài, rộng hẹp bởi những thước đo ấy. Các con à, khi ta làm một việc hợp với chúng sanh này thì chúng sanh này khen, nói phải. Không hợp với chúng sanh kia thì chúng sanh kia chê, nói trái. Vậy cái phải, cái trái ấy có sự thật không? Có đáng tin cậy không? Cả ba chú dường như có ý thẹn thùng. Dạ, chúng con giờ đã hiểu rõ rồi. Chưa đâu. Nhà sư từ từ nói, phải đi thêm một tầng nữa. Phải nắm bắt cái lõi của vấn đề, đó là một đời sống không có tổn hại, không hại mình, không hại người, không hại cả hai. Dẫu gặp hoàn cảnh nào, miệng lưỡi thị phi đen trắng thế nào, các con cũng phải giữ được đời sống thiện về thân, thiện về lời, thiện về ý. Chính nhờ đời sống ấy chúng ta mới dễ dàng tuệ quán, để thấy rõ thị phi như gió thoảng, phiền não như đốm hoa. Tâm trí ta nhờ vậy mà thường sáng, thường trong và thường vắng lặng. Ba chú giờ đã dỡ lẽ thị phi.
Bất Ác chợt vỗ tay la lên: "Ôi, bài toán dễ vậy mà các chú nát óc thì quá dở." Quyền Không, Nham Miều, Hương Hồ, 1980. Lô Sơn. Khách là người đàn ông chưa đến tuổi trung niên, ăn mặc chải chuốt, đến chùa vào một buổi chiều mùa xuân. Khách đưa mắt nhìn chung quanh rồi hỏi chú Đa Trí: "Chùa Quyền Không ở đâu vậy chú?" Đa Trí ra giọng thiền sư thi sĩ: "Nếu không phải Tô Đông Pha thì dù đang ở tại Lô Sơn, chú vẫn cứ đi tìm Lô Sơn như thường." Khi Đa Thức bắt chước cổ nhân. Một vị y sĩ đến chùa chích ngừa bệnh dịch tả, xong xuôi Đa Thức lần la lại gần vị y sĩ: "Chú nè." Đa Thức hỏi nhỏ: "Chú đi chích ngừa dịch tả cho người ta mà chú có chích ngừa cho chính mình không?" "Dạ có chứ." Vị y sĩ thật thà vén tay áo mình lên: "Tôi đã chích ngừa, còn sưng đây nè." "Không phải." Đa Thức lắc đầu ngoài ngoại: "Không phải cái đó. Đó là cái bệnh dịch tả thời khí cấp tính. Cháu muốn nói tới cái bệnh dịch tả kinh niên truyền đời truyền kiếp kìa." Vị y sĩ cau mày: "Chú nói gì tôi không hiểu." Bất đồ Đa Thức cười lạc, đứng bật dậy: "Rưa mà cũng đòi làm y sĩ chữa bệnh cho thiên hạ, ngu ơi là ngu." Vị y sĩ tím mặt, giận run lẩy bẩy. Đa Thức mỉm cười, cất giọng hờ hững: Cái đó, nó vừa ló một cái đầu rắn dịch tả thâm căn cố đế bất trị ra đấy. Còn một con nữa, rưa chú đã tiêm ngừa bao giờ chưa?" Y sĩ nghe xong, cùng tay xá, khuôn mặt dịu lại. Hoa thật và hoa ni lông. Vị khách tăng từ miền Nam ra, biếu chùa một bó hoa ni lông và một giò phong lan. Khi trao hoa ni lông, vị tăng nói: "Loại hoa này quý và đẹp, lúc cắm lên mọi người sẽ trầm trồ, vì họ tưởng là hoa thật." Và khi trao giò phong lan: "Còn đây là vương giả chi hoa, rất tuyệt vời. Khi hoa nở trông đẹp như hoa ni lông vậy." Còn bị kẹt. Đa Văn từ lâu được nổi tiếng là nghe nhiều, nhớ giỏi. Hôm kia chẳng biết suy nghĩ được điều gì mà chú hăm hở chạy vào gặp nhà sư, lễ phép và khách sáo nói: "Con xin được hầu chuyện với thầy." "Được." Nhà sư gật: "Có gì con hãy nói." Đa Văn trịnh trọng: "Thầy có biết thầy bị kẹt gì không?" "À, hay lắm. Con cứ thẳng thắn mà chỉ rõ ra đi." Đa Văn nói: "Một cái tên là đã kẹt rồi, mà thầy nào là tục danh, bí danh, pháp danh, tự hiệu, sao mà thầy ham danh quá vậy?" Nhà sư: Đa Văn bước ra nói giọng lại: "May mà thầy không có cả hàng chục chức vụ đi theo sao. Nếu có, con mà không nhớ hết thì còn gì là Đa Văn này nữa." Thức biến. Một cư sĩ chuyên nghiên cứu và dạy duy thức suốt mấy chục năm. Một hôm, ông ta đến thăm nhà sư và kể huyên thuyên những sở đắc của mình. Cuối cùng, vị ấy kết luận: "Tất cả đều do thức biến, chỉ là thức biến. Cả thầy, tôi, tài sản, y áo, vật thực, vân vân, tôi đều có thể lý luận rất rõ ràng và cụ thể là do thức biến ráo trọi." Nhà sư gật đầu tán thưởng. Đến giờ ngọ trai, nhà sư lặng lẽ ăn một mình. Khách đợi hoài chẳng thấy ai mời cơm trưa. Nhà sư thủng thỉnh ăn,
rồi đưa tay chỉ vào mâm cơm, thong thả nói: "Phần cơm hủ lậu quê mùa này là do nhà trù biến, chứ bần tăng chẳng có tài cán gì. Đạo hữu có sẵn thần thông duy thức quảng đại thì cứ tùy nghi biến hóa ra một mâm cơm rõ ràng và cụ thể mà dùng vậy nhé." Vô công. Bữa nọ, nhân một đêm trăng sáng, nhà sư cao hứng xuống sông gánh nước. Khi nâng gánh, vì mất thăng bằng nên nước đổ ào xuống sông. Vô Văn đang đứng trong biển bắp thấy vậy, bật ra hai câu thơ ngâm sang sảng: "Nhà sư làm việc vô công, dưới trăng gánh nước đổ sông ra về." Đa Văn đang dạo chơi, tình cờ nghe được, liền ngâm tiếp: "Ví như gánh vác bồ đề, tâm không muôn việc, tỉnh mê bỏ ngoài." Nhà sư đứng thẳng dậy, chống đòn gánh nói lớn: "Gánh nước mất thăng bằng thì nó đổ, có gì là tỉnh là mê, là bồ đề ở đây hử? Chữ vi nghĩa." Trồng khoai. Hai chú đang cuốc đất. Vô Văn nói: "Kể cả việc trồng khoai, một vị Bồ Tát cũng cần kinh qua và chứng nghiệm." Đa Lễ hỏi: "Có lẽ là nhằm tích lũy phương tiện trí để rộng độ chúng sanh phải không?" "Không phải." "Vậy trồng khoai để làm gì?" "Để ăn độn chứ gì nữa. Chú không biết hổm rài gạo quá đắt hay sao?" Kẹt đạo kẹt đời. Uống xong tuần trà, khách nhìn nhà sư cười cười nói: "Tôi từ phương xa tới đây, áo lắm bụi đường, mặt chưa kịp rửa, đã được nhà sư cho hầu trà, thật là duyên vạn hạnh. Nhưng tôi còn có cái khao khát hơn, ấy là sự hiểu biết. Rất mong nhà sư trả lời cho vài câu hỏi, nhưng xin nhà sư..." Đạo cử cứ nói: "Dạ, xin nhà sư đừng dùng những từ như khổ đế, trí tuệ, đức tin, nhân quả, nghiệp báo. Tóm lại là, xin sư đừng sử dụng một thuật ngữ nào thường dùng trong tâm tạng. Nghe hoài những danh từ chữ nghĩa của đạo, tôi chán lắm. Cái ấy gọi là kẹt lời, kẹt chữ, kẹt đạo vậy." Nhà sư ôn tồn nói: "Cũng được thôi, nhưng bần tăng cũng có một đề nghị." Khách mau mắng: "Dạ được, xin sư cứ nói." "Vâng, bần tăng cũng xin đạo hữu đặt những câu hỏi nào đừng có những từ ngữ, những tiếng thường dùng ở trong đời, vì cái ấy cũng gọi là kẹt lời, kẹt chữ, kẹt đời vậy."